Chào mừng các em đến kênh Hồ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sách chương trời sáng tạo. Chúng xem bài giảng Hồ Liêm các em khá dễ hiểu. Các em sẽ không khuyết và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 62 phân số bằng nhau trên 58-59. Với phân số và chữ chấm, có ba băng giấy như nhau, mỗi băng giấy được chia thành các phần bằng nhau và tô màu. Mình quan sát băng giấy thứ nhất, mình thấy là băng giấy thứ nhất được chia làm hai phần bằng nhau và tô màu một phần, như vậy đã tô màu một phần hai bằng giấy thứ nhất được này. Như này mình sẽ để là một phần hai, đã tô màu một phần hai bằng giấy. Giờ tiếp theo là băng giấy thứ hai, mình thấy là băng giấy thứ hai được chia làm bốn phần bằng nhau và đã tô màu hai phần, như vậy đã tô màu hai phần tư của băng giấy thứ hai. Tiếp theo là băng giấy thứ ba được chia làm sáu phần bằng nhau và tô màu ba phần, như vậy là đã tô màu ba phần sáu của băng giấy. Mình thấy là phần giấy được tô màu của ba băng giấy dày bằng nhau, đây từ đây đến đây, bằng từ đây tới đây, bằng từ đây đến đây. Như vậy có nghĩa phần giấy được tô màu của ở ba băng giấy sẽ dày bằng nhau. Khi đó ta sẽ nói là phần gì? Các phân số 1 phần 2 bằng 2 phần 4 và các phân số 1 phần 2, 2 phần 4 và 3 phần 6 sẽ bằng nhau. Đúng rồi. Như vậy các phân số 1 phần 2 2 phần 4 và 3 phần 6 sẽ bằng nhau. Giờ như vậy 1 phần 2 các em sẽ nhân tử và mẫu cho 2. Tử số nhân 2 thì mẫu số cũng phải nhân 2. Như 1 phần 2 nhân tử và mẫu cho 2 sẽ được 2 phần 4. Có nghĩa là 2 phần số này sẽ bằng nhau. Tương tự 3 phần 6 thì các em có thể chia tử và mẫu cho 3. Tử số chia 3 thì mẫu số cũng chia 3. 3 chia 3 được 1, 6 chia 3 được 2. Như 3 phần 6 sẽ bằng 1 phần 2. Đúng không? Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng. Tiếp theo mình sẽ làm câu thực hành số 1. Mình sẽ điền số vào giấy bấm hỏi, mình sẽ quan sát mẫu. 2 phần 3, mình sẽ nhân tử của mẫu cho 2. 2 nhân 2 được 4, 3 nhân 2 được 6. Như vậy có nghĩa là 2 phần 3 sẽ bằng 4 phần 6. Giờ câu A, 2 phần 3 mình có thể nhân tử của mẫu cho 3. 2 nhân 3, 2 nhân 3 bằng 6, 3 nhân 3 là 9. Kết quả sẽ là 6 phần 9. 2 phần 3 sẽ bằng 6 phần 9. Câu B 4 bằng 6 mình có thể chia tử và mẫu cho 2, 4 chia 2 được 2, 6 chia 2 sẽ được 3, như 4 bằng 6 sẽ bằng 2 bằng 3. Tiếp theo là câu C 6 bằng 9 mình sẽ chia tử và mẫu cho 3, 6 chia 3 và 9 cũng chia 3. Tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số. Đúng. 6 chia 3 được 2, 9 chia 3 được 3, kết quả là 2 phần 3. Như vậy 6 phần 9 sẽ bằng 2 phần 3 nhé. Dạ như là mình xong câu thực hành số 1, câu thực hành số 1 kem hiệu bài, xong hết video hãy biết kem hiệu bài.
Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 1. Mình cũng điền số vào dấu chấm hỏi. Mình sẽ điền số vào chỗ 3 chấm nha. 1/3, bên đây là 1, bên đây là 5. Như vậy 1 muốn biến thành 5 thì mình sẽ nhân tử vào 1 cho 5. 1 nhân 5 là 5, 3 nhân 5 15. Ở đây mình sẽ viết số 15. Bên đây 3/2, bên đây 2, bên đây 8. 2 mà muốn biến thành 8 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 4, 3 nhân 4 12. Giờ 2 nhân 4 là 8, 12/8. 12/16, bên đây 12, bên đây là 3. 12 muốn biến thành 3 mình sẽ chia tử vào 1 cho 4. 12 chia 4 được 3, 16 chia 4 được 4, kết quả là 3/4. Mười 15/20, bên đây 20, bên đây là 4. 20 muốn biến thành 4 mình sẽ chia tử vào 1 cho 5. 15 chia 5 được 3. 20 chia 5 được 4, kết quả là 3/4. Tiếp theo là câu B. 7 1. Như bên đây 7, bên đây là 1. Như là 1 nhân 7 sẽ bằng 7. Như vậy tử số nhân 7 thì mẫu số cũng phải nhân 7. 2 nhân 7 14. Ở đây mình sẽ viết số 14. Mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 7 khi được là 7/14. Bên đây là 4, bên đây là 12. 12 muốn biến thành 4 thì mình sẽ chia cho 3. Mình sẽ chia tử vào mẫu này ở đây cho 3. 12 chia 3 được 4, 27 chia 3 được 9. Ở đây mình sẽ viết số 9. 2/3, 3 bên đây là 15. Số 3 muốn biến thành 15 mà sẽ nhân tử vào mẫu cho 5. 2 nhân 5 là 10. 3 nhân 5 là 15. 10/15 sẽ bằng 2/3. Giờ tiếp theo bên đây là 18/45. Bên đây là 5. Như là 45 muốn biến thành 5 mà sẽ chia tử vào mẫu cho 9. 45 chia 9 được 5, 18 chia 9 được 2. Kết quả là 2/5. Như là mình xong câu luyện tập 1, câu luyện tập số 1 kem hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo là câu số 2, mình sẽ điền số vào chỗ 3 chấm. Như là 1/2, bên đây 1, bên đây 2. Như là 1 muốn biến thành 2, mình sẽ nhân tử vào 1 cho 2. 1 nhân 2 là 2, 2 nhân 2 là 4. Như vậy là 1/2 sẽ bằng 2/4. Giờ bên đây là 1, bên đây là 3. 1 mà muốn biến thành 3, mình sẽ nhân tử vào 1 cho 3. 1 nhân 3 là 3, 2 nhân 3 là 6. Giờ ở đây là số 4, bên đây là số 2. 2 muốn biến thành 4 thì mình sẽ nhân tử vào 1 cho 2. 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 2 là 8. Giờ 5, bên đây là 1, bên đây là 5. Như mình sẽ nhân tử vào 1 cho 5. 1 nhân 5 là 5, 2 nhân 5 là 10. Ở đây viết số 10. Bên đây là 9, bên đây là 1. Như mình sẽ nhân tử vào 1 cho 9. 1 nhân 9 là 9, 2 nhân 9 18. Như 9/18. Như là xong câu luyện tập số 2, câu luyện tập số 2 kem hiệu bạc, xong hết video, hãy biết kem hiệu bạc. Tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 3, cho các phân số 2/3, 3/4, 9/8, 9/12 và 6/9, các phân số bằng nhau là chứ hướng mình qua số 2/3, 2/3 nếu mình sẽ nhân tử vào 1 cho 3. 2 nhân 3 là 6, 3 nhân 3 là 9, như vậy là 2/3 sẽ bằng 6/9. Đúng không? Như ở đây các em để là các phân số bằng nhau là 2/3 sẽ bằng 6/9. Đúng rồi. 2/3 nhân tử vào 1 cho 3. 2 nhân 3 là 6, 3 nhân 3 là 9. Còn phân số này bằng nhau không? 3/4. Mình thấy là
Mình sẽ nhân tử bằng 1 chia 3, 3 nhân 3 là 9, 4 nhân 3 12, như 3 phần 4 sẽ bằng 9 phần 12. Tiếp theo là câu số 4. Câu A, số bị ở đây mình có một cái bảng gồm có số bị chia, số chia và phương. Số bị chia là 24, số chia là 6, phương là 4. Giờ câu tiếp theo thì số bị chia là 48, phương là 4. Muốn tìm số chia thì các em sẽ lấy số bị chia chia cho phương. 48 chia 4 sẽ bằng 12. Ở đây mình sẽ viết số 12. Giờ số bị chia là 8, phương là 4. Muốn tìm số chia mình sẽ lấy số bị chia phương. 8 chia 4 được 2, ở đây sẽ viết số 2. Tiếp theo là câu B, mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên bao nhiêu lần để mỗi hộp khoảng 4 cái bánh. Như đề bài nói là mẹ dự định xếp vào mỗi hộp 4 cái bánh. Nếu số bánh gấp lên 2 lần thì số hộp cũng phải gấp lên 2 lần. Thì để mỗi hộp khoảng có 4 cái bánh, được không nào? Như vậy ở đây câu B các em sẽ điền đây chính là số 2 nha. Như là một xong câu liền tập số 4, câu số là số 4 các em hiểu bài, cái xong hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 5, quan sát cái hình sao và viết vào chữ chấm. Đã tô màu vào 2 phần 3 của hình nào? Mình quan sát hình số 1 thì mình thấy là mình có thể làm chia làm 6 ô hoặc là các em sẽ chia làm 3 hàng. Mình thấy là 2 hàng được tô màu, như vậy đã tô màu 2 phần 3 của hình số 1. Tiếp theo hình số 2 được chia làm 5 phần bằng nhau, tô màu 2 phần, như vậy đã tô màu 2 phần 5 chứ không phải là 2 phần 3. Mình quan sát hình số 3 thì hình số 3 này mình có thể chia làm 3 hàng bằng nhau và tô màu 2 hàng, như vậy có nghĩa là đã tô màu 2 phần 3 của hình số 3. Quan sát hình số 4, hình số 4 này mình cũng có thể chia làm 3 cột và tô màu 2 cột, có nghĩa là tô màu 2 phần 3 của hình, như vậy hình số 4 được. Như mình trả lời là đã tô màu vào 2 phần 3 của các hình 1, 3 và 4 nha. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 5, câu luyện tập số 5 kem hiệu bài, cứ xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo phần vui hợp quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa. Câu A, viết các phân số hết hợp và chữ chấm. Phân cho số chỉ số gạch màu xanh so với số gạch ghép được trên mỗi bức tường thứ nhất và bức tường thứ hai lần lượt là. Bây giờ mình sẽ quan sát bức tường thứ nhất. Bức tường thứ nhất mình thấy có tất cả là bao nhiêu viên gạch, mình sẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhân 5 là 30, tổng cộng là 30 viên gạch. Trong đó có 10 viên gạch màu xanh. Như vậy là phân số chỉ số viên gạch màu xanh của bức tường thứ nhất sẽ là 10 phần 30. Ở đây mình sẽ để là 10 phần 30. Mình xem bức tường thứ hai tổng cộng sẽ có bao nhiêu viên gạch? 3 với 5 là 15, tổng cộng là 15 viên gạch. Trong đó có 5 viên gạch màu xanh. Như giờ số viên gạch màu xanh là 5 phần 15. Như bức tường thứ 2 sẽ là 5 phần 15. Giờ câu B điền bằng nhau không bằng nhau khi mình thấy hai con số này có bằng nhau hay không? Thì mình thấy là 10 phần 30 các em nếu rút gọn chia tử và mẫu cho 2 thì sẽ được là 10 chia 2 được 5, 30 chia 2 sẽ được 15, như hai con số này bằng nhau. Nên chỗ này mình sẽ để là bằng nhau. Như là mình xong phần vui học, kem hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kem hiểu bài.
Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá dạng gì hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè xem. Và em là chưa đăng ký kênh Hà Liêm, kênh sau bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.